Hello, xin chào anh em nhá. Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với clip tiếp theo ngày hôm nay của Lão Đại Tài Xỉu. Ngày hôm nay, Lão Đại Tài Xỉu lại tiếp tục lên cho anh em cái con game Tài Xỉu Rồng Vàng. Đấy, để xem ngày hôm nay Tài Xỉu Rồng Vàng nó có cầu kèo đi như thế nào để anh em vào đây. Tôi sẽ chỉ cho anh em cái cách để đánh thắng được cái con game Tài Xỉu này nhá anh em nhá. Đấy, thì hiện tại anh em nhìn vào đây cho tôi. Ở đây nó ra con 9 đúng không? 9 thì anh em nhìn này, nó đang chạy theo cầu 22, anh em nhìn nhá. Thường thường nếu mà nó đang chạy cầu ngắn như này á, mà nó chạy cầu 22 ấy, thì cũng rất khó để chạy cầu 22 dài anh em nhá. Vì vậy ở trong cái tay này tôi sẽ bắt sang con tài anh em nhá. Đây, tay đầu tiên tôi sẽ vào 5M 300k lẻ vào nốt đi để làm gì nữa đúng không? Tay đầu tiên tôi sẽ vào con tài 5M để thử xem ngày hôm nay vào đây có thể chinh chiến cũng như là có thể chiến thắng được cái con game tài xỉu rồng vàng này không anh em nhé. Nào, 6 giây cuối cùng trước khi biết đến cái kết quả của cái tay đầu tiên tôi vào tiền xem có đúng hay không nào. Ui rồi, nó vẫn theo cầu 22 anh em ạ, vẫn theo cầu 22. Theo cầu 22 thì ở đây anh em nhìn cho tôi, ở đây nó ra kép 9 đúng không? Kép 9 thì con này nó đang đi cầu 22 mà đang đi cầu ngược ấy. Cầu ngắn là cầu ngược anh em nhé. Thì anh em đánh tiếp sang cho tôi một con xỉu. Lại tiếp tục bẻ cầu 22. Tay này tôi sẽ vào hẳn 10M luôn cho anh em xem nè. Vào hẳn 10M bên con xỉu. Cái lý do, anh em biết lý do vì sao mà tôi lại tiếp tục bẻ cầu không? Bởi vì tay trước là tôi đánh theo kiểu gọi là đánh bừa. Đánh không có công thức gì cả. Tuy nhiên ở trong cái tay này tôi đánh là tôi áp dụng cái công thức bắt cầu của tôi. Thì chắc chắn là ví dụ như bình thường nhá, là ra kép là tỷ lệ bẻ là lên đến 80% đúng không? Tuy nhiên là kép này là đang đi cầu ngược, thế nên là tôi sẽ không bẻ. Đây anh em nhìn nhá. Sau cầu 11 ở đây là tôi thấy là nó đang đi cầu ngược anh em ạ. Sau cầu 11 ở đây thì nó đang chạy theo cầu ngược. Vì vậy là tay này tôi vẫn tiếp tục bắt theo cầu ngược để xem có thành công bú được ở trong cái tay này không nhá. Ok, thấy chưa? Nét chưa anh em? 1-3 rồi thì cần gì phải nặn nữa. 1-3 rồi thì không cần phải nặn nữa, mặc dù là nó ra con cao nhất đó chính là con 6 anh em nhá. Đấy, thì ở trong tay thứ hai thì tôi đã thành công bú lại về 5M đã thua cũng như là lấy thêm được 4M hơn lại anh em nhá. Đấy, quá là tuyệt vời đúng không? Ở đây ra con 10, ra con 10 thì anh em đi check cầu với tôi này. 10 ở đây nó trả sang cầu xỉu này. Mà cầu ngược thì làm sao anh em, cầu ngược thì ví dụ nó đã trả xỉu rồi thì con này anh em bắt xuống tiếp cho tôi con xỉu. Đấy, ví dụ như đúng cầu xuôi nha, cầu xuôi thì con 10 này là nó sẽ phải bẻ sang tài. Mà ở đây nó đang chạy cầu ngược, vì vậy tôi sẽ vào cầu xuôi ở trong cái tay này. Tay tiếp theo tôi sẽ vào lấy 2,5M bên con xỉu. Xem kết quả lần này có đúng không, anh em cùng chờ kết quả với Tây Ba Lô tài xỉu. Ok nha anh em nha. Đấy thì ngày hôm nay vào đây thì cơ bản tôi mang vào một cái vốn khá là to. Thế nên là ui giời, gãy luôn anh em ạ, gãy luôn rồi. Có nổ hũ không? Có nổ hũ không? Nổ. Đấy, biết ngay mà, nổ hũ. Nhưng mà không sao anh em ạ, không sao. Thì hũ này thứ nhất là hũ nó bé, kể cả là đánh anh em phát đấy mà tôi đánh bên tài, đúng theo công thức cầu xuôi đánh bên tài thì ăn về cũng chả được bao nhiêu cả. Đấy, thì tôi vẫn sẽ luôn luôn là tôi sẽ không bao giờ theo cái kiểu gọi là gì nhỉ, không bao giờ theo cái kiểu gọi là chờ hũ để bú, mà tôi đánh là tôi dựa vào cái khả năng của tôi để tự tôi có thể kiếm được lên bằng chính đôi tay của mình anh em nhá. Như ở đây tôi vẫn còn đang dương ra 2M đúng không, thì ở đây nó ra con 18 18, đây anh em bắt xuống cho tôi một tay 18 trả sang con tài. Đây, đây này tôi sẽ bắt 2M này, thêm 5M tiền gốc của tôi nữa này, 7M luôn. Đấy. Thì mỗi ngày vào đây tôi đều đặt ra cho mình một cái mục tiêu chiến thắng hàng ngày là kiếm từ 5 cho đến 10M. Đấy, tuy nhiên ngày hôm nay tôi mang vào đây là 70M. Thì để xem là hôm nay có may mắn có thể kiếm được cái lãi cao hơn không anh em nhé. Ok, nét chưa anh em? Nét chưa? Đấy, thế thì mới ở tay thứ 3 thôi. Tay thứ... Đúng ra là tay thứ 4. Tay thứ 4 thì là tôi đã thành công bú ra ở đây là được 8M 650k. Thì anh em cũng biết rồi đúng không? Cái tỷ lệ bắt cầu của tôi là nó chỉ lên đến là 80%. Tuy nhiên là cái tỷ lệ chốt lãi thì luôn luôn là 100% anh em nhé. Đấy, mặc dù là gãy 2 và
gãy 2 và bú 2 thì ở đây tôi vẫn đang dương ra 8 m đúng không? Đấy thì anh em căn bản là anh em không cần quan tâm là gãy bao nhiêu tay hay là bú bao nhiêu tay, mà chỉ cần quan tâm là cái số lãi của mình là bao nhiêu thôi đúng không? Ở đây thì nó ra con 12. Tay này anh em bắt xuống cho tôi một con 12 hay trả sang con tài tiếp anh em nhé. Tay này sẽ vào 6 5 10 này, 1 2 6 5 10 này. Đó sẽ là 12 này thì có con 12 trả xỉu. 12 xỉu, 12 xỉu. À, 3 con 12 trả xỉu, xu hướng của nó đang là 12 trả xỉu. Tay này vào hơi vội nhưng mà thôi kệ. Đã xác định vào rồi thì có gãy thì cũng không được tiếc anh em ạ. Nhưng mà lại phải bú tiếp thôi anh em ơi, lại phải bú tiếp 2m650k tiếp tục ở trong cái tay này đấy. Và nó lại nổ hũ. Chả biết nó nổ hũ làm cái gì nữa. Nổ nãy giờ luôn, nãy giờ là cứ ra. Đây là anh em nhìn nhá. Con này nổ đúng không? Sau đó là con này lại nổ, tiếp tục con này lại nổ tiếp, ba cái tay nổ chỉ cách nhau tí tí thôi. Đấy thì ngày hôm nay chia sẻ cho anh em cái con game là ngày hôm nay chia sẻ cho anh em một cái con game là dễ bắt cầu là cái thứ nhất, cái thứ hai là nổ hũ cực kỳ nhiều anh em nhé. Một nói chung là một ngày nó phải nổ lên đến 6 7 đến cả 10 lần anh em nhé. Đấy cứ như hôm nay thì khả năng là nó nổ phải cả chục lần mất thôi. Đấy thì cơ bản ngày hôm nay vào đây thứ nhất là để chia sẻ cho anh em cái công thức cũng như là cái cách để anh em có thể chiến thắng được cái con game tài xỉu rồng vàng này. Cái thứ hai ở đây là vào đây cũng chia sẻ luôn cho anh em cái con game dễ bắt cầu nhất thời gian gần đây chính là con game thiên đường trò chơi anh em nhé. Là con game nổ hũ rất là nhiều, một ngày nó có thể nổ đến cả chục lần anh em nhé. Đấy thì hiện tại là như ban đầu tôi nói rồi đúng không? Mỗi ngày anh em vào đi chơi, anh em phải đặt ra cho mình một cái mục tiêu chiến thắng. Thì khi đạt được cái mục tiêu chiến thắng thì anh em cần phải dừng lại, chứ anh em đừng có tham lam, đừng có ham hố và làm gì. Xong cuối cùng là lại gãy hết anh em nhé. Thì anh em nhìn vào đây, tôi hiện tại là đã đang gọi là lãi được là 10m rồi. Ban đầu tôi có nói là đặt ra mục tiêu từ 5 đến 10m là tôi sẽ nghỉ đúng không? Mà đây tôi lãi hẳn ra 11m rồi, chắc chắn là tôi sẽ dừng lại. Đấy thì cái lưu ý tiếp theo mà tôi muốn đưa lên cho anh em ở đây là gì? Là khi mà anh em vào tay đầu tiên nhé, chỉ nên vào to nhất là 1 phần 3 số tiền anh em đang có. Còn không thì cũng phải vào nhẹ nhàng tình cảm hơn. Đấy, chứ tuyệt đối đừng có all in hoặc là vào một nửa. Bởi vì khi mà tay đầu tiên mà bị gãy mất một nửa hay là gãy hết thì anh em còn vốn đâu mà gỡ đúng không? Đấy, thế nên là anh em cần phải lưu ý là như vậy. Đấy, thì ngày hôm nay clip ngày hôm nay thì vào thì thấy nó nổ hũ tận 3 phát thì anh em thấy hay, anh em cho lão đại tài xỉu xin một like, một share và một subscribe để lão đại tài xỉu tiếp tục hàng ngày đều lên cho anh em những cái công thức cũng như là những cái kinh nghiệm bắt cầu con game tài xỉu rồng vàng này các bạn nhé. Còn bây giờ chắc là lão đại tài xỉu xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em thân yêu của lão đại tài xỉu ở những clip tiếp theo. Bye bye anh em nhé.